Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn hai mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Zenith, cùng sử dụng máy Emprimero nhưng mà sở hữu những tính năng khác biệt rất là rõ ràng. Trước hết là bên tay trái của tôi đây, đây là chiếc Zenith Emprimero Flyback Chronometer. Tên chiếc đồng hồ thì cũng thể hiện tính năng rồi. Chúng ta có Flyback Chronograph này, cùng với đó là lịch thứ, ngày, tháng, lịch tuần trăng. Đây là lịch hoàn chỉnh chứ không phải là lịch thường niên hay lịch vạn niên, bạn nên chú ý điều đó. Còn bên tay phải của tôi là một chiếc đồng hồ cũng sử dụng máy Emprimero nhưng có tính năng lịch vạn niên. Và điều đó thể hiện ở trên dòng chữ ở dưới góc 6 giờ ở đây, bạn có thể thấy. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc Flyback Chronograph này. Tên chính thức của nó là Zenith Emprimero Flyback Chronometer. Chúng ta có gì? Đầu tiên là tính năng Flyback Chronograph. Bình thường mà khi muốn kích hoạt tính năng chronograph là phải ấn nút 2 giờ này. Đó. Nó chạy xong rồi đứng 2 giờ nữa để dừng. Ấn 4 giờ để reset. Khởi động lại ấn 2 giờ. Đó, rất là nhiều công đoạn. Flyback thì khác như thế nào? Đây, khi vẫn đang chạy như thế này. Và ấn nút 4 giờ cái. Nó chạy về và tiếp tục chạy lại. Thì tính năng này khá tiện dụng khi bạn muốn đo nhiều khoảng thời gian liên tiếp. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải tất cả mọi chiếc đồng hồ đều có tính năng Flyback Chronograph. Và chiếc đồng hồ này có thiết kế khá cổ điển, trông nhỏ gọn, đường kính 43mm nhưng mà cái càng nối dây nó ngắn như thế này này. Thế nên là tạo cảm giác nó nhỏ hơn và đeo khá thoải mái. Vành bezel là được thiết kế dạng step bezel. Step là như là những cái bậc như này, đó, 1, 2, 3 này, đó. Thì những thiết kế này khá là phổ biến và quen thuộc thôi. Ở đây chúng ta có hai nút bấm để chỉnh thứ lịch tuần trăng. Cái chiếc đồng hồ này thì có tính năng lịch hoàn chỉnh. Lịch hoàn chỉnh thì khác lịch thường niên hay lịch vạn niên. Lịch hoàn chỉnh chỉ có đủ thứ ngày tháng, nhưng mà bạn vẫn phải chỉnh lại liên tục sau mỗi cái tháng mà có ít ngày. Có nghĩa là khoảng phải chỉnh lại vào đầu tháng 3, 1 tháng 3 một lần này, 1 tháng 5 một lần này, 1 tháng 7, và cứ thế mà chỉnh. Còn lịch thường niên thì bạn phải chỉnh một lần mỗi năm thôi, vào 1 tháng 3. Lịch vạn niên thì không phải chỉnh nữa. Một số chiếc đồng hồ thì được hoàn thiện nhiều kỹ thuật khác nhau. Tôi sẽ liệt kê ra một chút. Đầu tiên là đó là Vân Gilot. Ở phần trung tâm mặt số này và những cái mặt số phụ này sử dụng hai loại Vân Gilot khác nhau. Cọc số thì được kết hợp giữa số la mã và mũi tên. Do là cái diện tích mặt số thì có hạn, và đây chúng ta có 1, 2, 3 cái mặt số phụ, 1, 2, 3 cái cửa sổ. Quá nhiều thứ như thế nên là những cái cọc số sẽ bị thu gọn lại. Cái vòng bên ngoài này chúng ta có tachymeter để tính vận tốc nữa. Thì tính ra là khá là nhiều con số trên này. Mặt số 3 giờ để bấm số phút chronograph. Mặt số 6 giờ là lịch tuần trăng. Và số giờ chronograph. Mặt số 9 giờ là dây nhỏ bình thường thôi. Đây là ngày này. Kim là kim dạng dolphin. Nói chung là đi cùng với thiết kế cổ điển thì dạng dolphin là hợp nhất rồi. Và cùng với phong cách cổ điển đó là bộ dây. Đây là dây da cá sấu, phần to. Và khóa, đây là khóa bướm. Có dòng chữ Zenith ở đây. Đó, bộ khóa này thì cũng làm từ vàng hồng, giống với vỏ đồng hồ. Vâng, ở mặt sau chiếc đồng hồ chúng ta có thể thấy bộ máy Emprimero 4001 của Zenith. Máy Emprimero thì chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Đây là bộ máy rất nổi tiếng của Zenith. Nổi tiếng vì sao? Đây là bộ máy tự động đầu tiên hoạt động với tần số 36.000 nhịp mỗi giờ. Còn bộ máy này có đường kính là 30mm, dày 7.55mm, sử dụng 31 chân kính, có thời lượng cót hơn 50 giờ. Có một điều quan trọng là bộ máy này có 357 linh kiện. Các bạn hãy nhớ con số 357 này. Vì sao? Tí nữa tôi sẽ phân tích sau. Tiếp theo là đến chiếc lịch vạn niên này. Vâng, với thiết kế cơ bản thì chiếc đồng hồ này không khác nhiều so với chiếc Flyback vừa nãy. Cái thiết kế vỏ thì vẫn là vỏ tròn. Có vành bezel dạng step. Những bậc thang như thế này. Bên cạnh chúng ta vẫn có nút bấm để chỉnh ngày, thứ ngày tháng. Đó. Nhưng mà kích thước mặt số đã được tăng lên từ 43 đến 45mm, lớn hơn khá nhiều.
Và với sự tăng lên kích thước đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy là mặt số thoáng đãng hơn rất là nhiều. Một phần của lý do này cũng là nhờ Zenith loại bỏ những cửa sổ thứ, ngày, tháng, bỏ hết đi. Tất cả hiển thị trong mặt số phụ. Và vì lẽ đó chúng ta có 4 mặt số phụ. Mặt số phụ có 3 giờ thì chỉ ngày và kim phút chronograph. Mặt số phụ 6 giờ là để chỉ lịch tuần trăng, kim giờ chronograph. Mặt số phụ 9 giờ là kim giây nhỏ và thứ. Và 12 giờ là tháng kèm với năm nhuận luôn. Có một điều chúng ta cần để ý là bộ máy sử dụng bên trong là máy 4003. Tính ra thì có chung gốc với cả máy 4001 chúng ta vừa giới thiệu lúc đấy. Vì thế đường kính là ngang nhau. Nhưng mà kích thước đồng hồ lại tăng lên từ 43 đến 45 mm. Nên mặt số rộng hơn khá là nhiều. Phần hoàn thiện mặt số thì chúng ta cũng được tương tự với cả chiếc Flyback Chronograph vừa nãy. Vẫn là mặt số Gilot. Hai kỹ thuật. Vân hạt gạo ở đây và vân xoáy sóng ở đây. Vâng, máy 4003 thì sử dụng tính năng lịch vạn niên khá là phức tạp, nhưng lại có ít linh kiện hơn là cái máy 4001 vừa nãy. So với giá thì mẫu đồng hồ này sẽ cao hơn mẫu đồng hồ Flyback vừa nãy rồi. Vậy tại sao mẫu đồng hồ phức tạp hơn lại có ít linh kiện hơn? Và cái sự phức tạp đây thì nó không được tính bằng số linh kiện, mà nó được tính bằng cái sự chính xác của từng cái vành răng hay từng cái linh kiện bên trong. Bởi vì cái tính năng lịch vạn niên này đòi hỏi sự chính xác rất là cao, vì thế là nó phức tạp hơn rất là nhiều. Vì vậy chúng ta đứng nhầm là mẫu đồng hồ nào càng nhiều chi tiết thì càng phức tạp. Thực tế không phải như vậy, có ít chi tiết hơn chưa chắc đã là đơn giản hơn, và chúng ta nên hiểu rõ bản chất của vấn đề. Vâng, bây giờ sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Đầu tiên là chiếc lịch vạn niên, đường kính 45 mm, khá là lớn. Phần cán nối dây bạn có thể thấy ở đây này, nó hơi chởm ra ngoài, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Đó. Về cơ bản thì chiếc đồng hồ này sẽ phù hợp với người cổ tay to hơn một chút. Còn ở bên này, chúng ta có chiếc Flyback, đường kính nhỏ hơn nên là càng nối dây nó sẽ nằm gọn trong tay thôi. Về cơ bản thì kích thước cổ tay tôi sẽ phù hợp với chiếc đồng hồ này hơn. Cổ tay tôi 16,5 cm thì phù hợp với khoảng tầm 43 mm. Vâng, đó là hai chiếc đồng hồ cùng thương hiệu Zenith và cùng sử dụng máy gốc Emprimero. Và theo bạn đánh giá thì bạn thích mẫu đồng hồ nào hơn? Mẫu Flyback với đường kính 43 mm hay mẫu lịch vạn niên đường kính 45 mm? Và với cơ bản thì thiết kế bên ngoài thì khá là giống nhau, nhưng khác biệt về tính năng khá là lớn và mặt số thiết kế khác biệt khá là nhiều. Cá nhân tôi sẽ thích mẫu đồng hồ Flyback 43 mm hơn, nó kích thước phù hợp. Còn ý kiến của bạn như thế nào, hãy comment phía dưới video này nhé. Và để biết thêm chi tiết về hai chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.